Hello anh em nha, em mới về em xe Nissan Livina. Đẹp lắm anh chị nha. Em đang dặm lại cản trước tí xíu nữa. Mình không có ngại quay cái vấn đề sơn anh chị. Tại vì mình mua bán có sao nó vậy à. Xe cũ mua lại phải có chạy chứ, nếu mà như mới hết thì đâu phải là xe mới nữa. Đâu phải là xe cũ đúng không? Thì em này được sản xuất 2011, 7 chỗ ngồi, sơn xi đẹp, máy gầm số ngon, dòng xe Nhật đi bền bỉ. Động cơ dòng này máy nhỏ đi rất là tiết kiệm xăng nha. 100 cây anh em đi từng khoảng 7 lít, 7 lít hơn thôi. Tiết kiệm hơn xe Innova, nhưng mà anh em chạy cái máy rất là bền nha. Cái form này nó cũng như Innova ha. Dây nó kìa, dây ghế nỉ nó kìa anh chị. Dây này mình bán khoảng 145 nha. Dây mình còn 2-3 xe ha. Đang ở trong cái bãi bảo dưỡng mình. Kedigo cũng đang bảo dưỡng, mới vừa bảo dưỡng xong nè. Rất là nhiều xe đợi anh em mình luôn nha. Nơi giao lưu cho đổi mua bán với bà con. Có xem là có bớt nha. Đây là Grand Livina đời 2011. Chất xe đẹp ngon ngoan, không nhỏ nhỏ chị ha. Nước sơn hay chạy giảm sơn thôi. Bông điện rin, ốc tán cabo cấp sao chưa mở luôn nè anh chị. Ốc tán cabo cấp sao chưa mở, bông điện rin hết. Sàn rất là đẹp anh chị ha. Trong này không có gì hết. Sàn rất là đẹp, dàn ghế cũng khỏi phải nói rồi, dàn ghế mới tinh. Chỉ có nhiêu đâu, 190 triệu đồng thôi anh chị. 190 triệu đồng ha. Mâm lớp vỏ ok, sơn xi ngon lành, mâm đúc thắng đĩa. Túp lô túp ly nè. Đúng xe gia đình không taxi dịch vụ nha. Hai vị anh em mua con xe Innova 2011 bản G gia đình, giống như xe này thì anh em mình bỏ ra số tiền tầm khoảng là 260-270. Nhưng Livina này anh em bỏ ra số tiền chỉ có 190 thôi. Rẻ hơn xe Innova 2011 taxi nữa. Đó, nhưng mà được là xe gia đình, được trang bị túi khí ABS 7 chỗ ngồi. Đó. Chắc xe đẹp, xe chạy mới có 100 mấy chục ngàn cây thôi chị nha. Sùng chỉ kêu chỉ nguyên bản nguyên zin, không cấn đụng, không đâm va ha. Máy gầm số ngon. Anh em nhìn giống cho bon điện cửa nè, túp lô túp ly nè, vô lăng nè. Xe được trang bị có túi khí, một túi khí nè, bên đây túi này là hai túi này, giống như Innova vậy anh chị ha. Chìa khóa pin theo xe luôn. Để mở đồng hồ lên. Chạy 179 ngàn cây anh chị ha. 179 ngàn. Nổ máy cho nên mình nghe tiếng máy luôn. Cường hết xăng rồi anh em. Màn hình đầy đủ. Trần rin theo xe luôn nè anh chị ha. Dán simili rồi luôn nè. Túp lô túp ly rất là mới. Nói chung là xe rất là đẹp anh chị nha. Dây xích beo nữa nè. Mới tinh nè. Chờ lực rất là nhẹ luôn nè anh chị. Nhìn hiểu trần rất là đẹp nha. Túp lô túp ly khẩu phao nó đúng xe gia đình. Anh em nhìn chiếc xe này anh em thích liền. Nói chung anh em cứ qua xem đi, anh em thích liền. Bát nè. Tại xe dơ chưa rửa chứ xe rất là keng anh chị nha. Gầm xe nè. Gầm cực kỳ đẹp. Bốn mâm bốn vỏ rất là mới luôn. Thắng đĩa luôn. Đang cho sơn này nè tí xíu nè anh chị ha. 190 triệu à. Sùng chỉ bon điện đầy đủ ngon lành hết. Đó. Chỉ có 190 triệu thôi. Giá này là cực kỳ hợp lý cho anh em mình luôn ha. Thì nóng quá. Anh em đợi một tí nha. Phun xăng điện tử, động cơ máy 1.8. Nặng quá. Nhân mở này cái nha. Xương đầu nguyên zin anh chị nha. Không đâm va gì hết ha. Xe được trang bị đầy đủ tính năng an toàn hết rồi. Máy móc em du à. Về đi thôi anh em nha. Chạy mấy con trăm mấy chục ngàn, thắng ABS luôn nè anh chị ha. Cụm đèn rất là mới luôn. Để mở capo cho anh em, mở cái nắp cò cho anh em mình xem. Xe này nói chung là anh em về đi thôi. Xe máy móc nghiêm chỉnh. Anh em qua mà có đổ hơi đổ khói em cho chiếc xe luôn, không có bán nha, cho luôn. Đăng kiểm tới tháng 3/2025, còn rất là lâu nha. Đó, anh em nào quan tâm món này thì nhắc máy alo em 0866 678 971, gặp Nhân 0834 33 33 71, gặp Cường. Đó, nơi giao lưu trao đổi mua bán với bà con. Cảm ơn anh chị em bà con mình nhiều nha.